Nếu là tín đồ vú sữa thì hai loại vú sữa sau đây bà con sẽ không thể bỏ qua. Một là vú sữa lò rèn và hai là vú sữa bơ hồng nha bà con. Điểm nổi bật của hai loại vú sữa này đó là ăn vị thơm, và đặc biệt đó là vỏ nó mỏng, thịt trắng. Đây là loại vú sữa khá là ngon, nổi tiếng ở vùng Vĩnh Kim, Tiền Giang. Trước mặt bà con chính là cây giống vú sữa lò rèn và vú sữa bơ hồng. Hai loại này được nhân giống bằng phương pháp ghép từ khi trồng đến khi thu hoạch là khoảng 2 năm rưỡi đến 3 năm. Đối với cây ghép như thế này cũng khá là nhanh, chứ không có lâu như vú sữa ươm hạt nha bà con. Trong quá trình trồng, nếu như cây ra hoa và đậu trái sớm hơn thì bà con nên tỉa bớt trái để dưỡng cây nha bà con. Chúc bà con thành công trong vụ mùa vú sữa sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những đoạn video tiếp theo.